chào quý vị các bạn. Đang đi lang thang trên đường Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, và coi có trường hợp nào hay hay để đi quay niềm vui bất ngờ hoặc là cái gì đó, tranh thủ chút xíu rảnh được một tiếng buổi trưa. Bây giờ là 2 giờ trưa mà nắng quá đi bà con ơi, nắng chịu không nổi, nắng cháy da cháy thịt luôn. Chui vô đứng giúp dưới cây đứng cá chút xíu chạy tiếp. Trời, trời này mà được đi nằm mà gội đầu trong phòng máy lạnh, hớt tóc gội đầu rải tay là sướng lắm ha bà con ha. Đèn đen. Thôi, nói gì ước gì có đó kìa. Rồi mới vào vui vậy, xuất sắc luôn. Tóc miễn phí hả con? Ôi, cái gì bạn mến, ở đây là ngay chân cầu, ở đây là chân cầu gì ta, chân cầu Quang Trung hả ta? Đây cầu Quang Trung phải không con? Đây chân cầu Quang Trung phải không? Phải không? Cầu Nguyễn Thái Sơn hả? Trời ơi, tự nhiên mà mới vừa nói ước gì có chỗ đi hớt tóc gọi đập. Trời ơi, đây, mọi người thấy mồ hôi của tôi không? Mồ hôi một cây nhễ nhại luôn. Cái mới vừa quẹo qua, cái mới vừa đánh cái dòng cây đứng cá ra, cái thấy ở đây ngay cái... Ủa đường này đường gì ta? Phạm Văn Đồng. Đường Phạm Văn Đồng hả? Ngay đầu đường gần cầu Nguyễn Thái Sơn mình vừa đi ra thấy nguyên một cái cảnh là rất nhiều người hớt tóc. Ở đây có nguyên cái bảng này chứ, hớt tóc miễn phí. Ở Sài Gòn mình có nhiều cái dễ thương lạ nha, mà trời nắng, coi như trưa nắng, trưa trặc mồ hôi một kê mà có những bạn trẻ đang đứng đây để hớt tóc miễn phí cho như là khách bộ hành, khách bản lai. Thôi mình cũng tranh thủ vô, mới nói đùa chứ mới hết hôm qua. Ủa này cắt tóc miễn phí sao vậy con? Ai cũng được hết hả? Dạ ai cũng được hết chú. Ừ. Mà sao mình tự nhiên mình làm hết tóc miễn phí gì? À dạ cái là bên công ty điều mà con đi để làm những công việc từ thiện. Từ thiện nghe hả? Dạ, dạ. Mình đứng ở đây là bao nhiêu lâu rồi mình mới đi tiếp? Dạ mình đứng đây hàng tuần luôn. Hàng tuần. Hàng ngày hả? Hàng ngày là ở đây hả? Hàng ngày ở đây. Ồ. Là con mới bắt đầu từ hôm nay là bắt đầu. Vậy chú về hết rồi không? Hôm nay thì hết luôn chú. Hết luôn hả? Cả rồi. Thôi cả ráng đẩy được nhiêu đẩy đi. Toàn là các bạn trẻ, hôm nay con nhiêu tuổi? Con 20. 20? Ồ. Công ty con là công ty gì mà... Đây, Đông Tây Barber. Đông Tây Barber Shop, đây ông chủ con hả? Đây ông chủ. Hả? Dạ, ông đây là khách hàng của con. Ồ, khách hả? Dạ. Ồ, khách tình cờ ngẫu nhiên hay là khách... Ngẫu nhiên đường hả? Khách tóc miễn phí ghê vô luôn. Dạ. Ồ. Chạy cho em thấy qua khách tóc miễn phí nè. Ủa? Vô luôn. Em chạy xe ôm? Dạ. Chạy xe gì? Chạy Grab. Grab hả? Dạ. Ồ, chạy xe công nghệ. Ồ, wow. Mà quay lấy hình ảnh lên phải có tiếng quảng cáo nha. À, rồi. xe công nghệ. Xe Grab hả? Chạy Grab hả? Dạ. Ban ngày em làm cái gì? Dạ cũng chạy Grab luôn. Không có đi học hả? Có đi học. À dạ. Ồ. Rồi giờ lát nữa tranh thủ nè, lát ta tay vô hết luôn đi. Than hoài kêu đi hết tóc, nó kêu nó không có tiền hết tóc. Đây nè. Đông Tây Barber Shop Haircut dễ thương quá ha. Có nhiều cái. Ở đây mình thấy nhà một ghế, hai ghế, ba ghế, bốn ghế. Thậm chí là còn hơn nữa đó. Điền quân. Mình thấy mấy bạn tại trên YouTube nhiều lắm. Ồ tự nhiên chỗ này có cái chỗ mát dữ vậy trời. Đỡ ghê á. Vậy chú không chạy xe công nghệ chú hết được không? Dạ được chú, tất cả mọi người đều được hết. Tất cả mọi người, tất cả thành phần luôn. Rồi nghe vô cạo luôn đi con. Nga xà chua. Rồi cạo râu luôn, độc vậy. Của họ. Anh thường hớt ở đây không anh? Hớt lần đầu. Mới hớt lần đầu hả?
Dạ hết lần đầu xong rồi thôi đi luôn á, không quay lại. Con nay nhiêu tuổi con? Dạ con 23 chứ. 23 hả? Dạ. Ôi cái tiệm hớt tóc của con sao tàn trai trẻ, trẻ đẹp không vậy? Dạ nó học viên nó đều đều tập trung đó con. À, ngày nào cũng hớt ở đây, cũng có các nhóm ra đây hả? Dạ. Bữa nay mới triển khai. Bữa nay mới triển khai hả? Dạ, đây bữa đầu tiên. Ôi đợi bữa nay bữa đầu tiên, mình đi ngay bữa đầu tiên luôn, xuất sắc không? Và hớt đây coi chừng có bị đuổi không á nha. Dạ, dạ có xin phép. Có xin phép hả con? Ồ. Dạ. Oh. Xin phép địa phương hả? Dạ, xin phép quản lý của... À, quán hả? Ồ. Oh. Rồi, đây một bạn nữa. Con bạn nào không con? Dạ. Con bạn nào không cho chú ké đầu chú xíu đi. Đây à. Chú này hả? Anh này á, thôi anh này tóc này này anh đẹp rồi, anh không cắt đâu. Anh để dành có cái đầu cái đuôi đồ là... Tụi con hớt luôn hả? Dạ, tụi con hớt sáng giờ rồi. Hớt sáng giờ? Dạ. Chia nhau vậy hả? Dạ, tới có thay phiên cắt. Tức là tụi con đang đi học nghề hay là tụi con đã làm rồi mà tụi con đi hớt? Dạ, tụi con vừa học rồi được cơ hội trải nghiệm ở đây với lại ở Thủ Đức nữa. Ồ, ồ. Ủa cái tiệm Đông Tây này ở đâu vậy? Dạ ở 234 Nguyễn Thái Sơn. Ồ, ồ. Hay quá ha, là một cách mà vừa làm việc thiện nguyện mà vừa quảng bá thương hiệu luôn, rất là thông minh. Ở tiệm thì tụi con cắt ráp với công việc miễn phí. À. Còn ở đây thì nhiều người chưa biết tới nên tụi con tới đây cắt. À, tức là tụi con cắt cho Grab và công việc miễn phí. Dạ. Và ồ. Ở Thủ Đức thì là sinh viên thì với giá 2.000 đồng. Ừ. Cứ sinh viên tới là được 2.000 đồng. Ừ. Còn ai muốn vô hết miễn phí gì vô? Dạ. Riêng ở đây là ai muốn miễn phí gì vô? Dạ, cứ tới là miễn phí. Ồ. Thì con coi đầu chú làm sao được, con làm cho chú gọn gọn lên. Dạ, cạo bóng lên. Cạo luôn hả? Cho bóng luôn. Mình là phải cho bóng lượng, bóng láng luôn. Ừ. Cái cách nào mà không cạo không? Con đẩy xá 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 chú được không? Hộp cạo, đẩy cạo. Hả? Đẩy hộp cạo lên. Hả? Hộp cạo vô. Đâu thử đi con, thử đi. Chú chưa thử bao giờ. Vậy là giờ sao? Đợi xíu. Anh trẻ một chút nha, tại vì toàn là các bạn rất trẻ nha quý vị, các bạn dễ thương vô cùng luôn. Tôi nói Sài Gòn lạ lắm là vậy đó. Đó có nhiều cái lâu lâu có những hoạt động mà mình vô tình trên đường đi thôi, tự nhiên nãy mình đi vòng vòng mình coi có cái gì để mình làm cái niềm vui bất ngờ không, thì đây. Đây chính các bạn này đang đem lại niềm vui bất ngờ cho những cái người giống như là các anh chạy xe công nghệ nè, xe ôm, rồi phụ hồ, thợ hồi, vân vân, dễ thương vô cùng. Đó, buổi trưa nắng như nắng muốn vỡ đầu luôn này, ngay ở dưới chân cầu Nguyễn Thái Sơn. Đây có một cái một mình nói cái tiệm, không biết nói cái tiệm, nhưng mà có một cái số bạn trẻ hớt tóc miễn phí rất là dễ thương chỗ này nha. Đó quý vị, các bạn nào muốn enjoy, muốn hưởng thụ cái không khí của Sài Gòn mà để tránh nắng thì có thể tóc vô đây tỉa tót chút xíu rồi xong đi tiếp. Con làm ở tiệm tóc này lâu chưa con? Em thì sơn mặt em cho nó trẻ nhanh nha. Em thì nói chung là em đã học cắt tóc ở ngoài rồi, thì em vào đây để em học khóa nâng cao của bên Đồng Tây Bumble Shop. À. Dạ. Em vào được cũng được cần tuần rồi ạ. Dạ. Dạ hôm nay vậy hả? Hôm nay là kiểu như là bên chương trình mình có cái buổi cắt tóc khuyến mãi cho mọi người á, thì em cũng có cơ hội ra đây để cắt tóc cho mọi người. Nhưng mà và cái chương trình này diễn ra bao nhiêu lâu? Dạ chương trình này thì xuyên suốt à. Là bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay đầu tiên. Dạ, là cứ mỗi ngày ở đây luôn. Dạ đúng rồi. Chứ để không người ta không biết, người ta đi tới rồi bữa sau người ta đến không có. Dạ. Cứ xuyên suốt, cứ tới địa chỉ ở đây là được mọi người được cắt tóc miễn phí hết. Tại tóc em lên tỉa được đó. Dạ, em đang tính uống lên à. Uống làm gì? Mà đặt điệu nó ngựa nữa. Uống thì tới 24 Nguyễn Thái Sơn. Lên đài đi để cho người ta có nhân vật ta quay coi. Rồi có thêm hai bạn, có bạn Grab tới nữa kìa. Đó. Đây là diễn viên cũng như là người dạy tụi em những ngày đầu tiên. Ủa diễn viên hả? Ai? Anh nào? Giảng viên á. Giảng viên là nấu cam á hả?
Ủa giảng viên mặc đồ vui vậy? Từ ngày cầm cái kéo tới giờ tới khi đứng lên cắt cho mọi người luôn. Ồ. À hướng dẫn viên, anh tưởng là diễn viên. Giảng viên. Đây là thầy của em. Dạ thầy của tụi em. Dạ chào thầy. Dạ thầy cho em làm miếng được không thầy? Ôi, còn gì nữa? Còn gì nữa? Như vậy còn được. Anh là phóng viên bên nào? Hả? Đâu có, anh đi lang thang, anh quay vlog chơi vậy thôi. Thấy hay vui. Dạ, thấy cái ý tưởng này dễ thương quá, đứng lại quay cho anh em chơi vậy thôi. Dạ, em tự giới thiệu em là quản lý. Em là quản lý hả? À, quản lý hay chủ? Giảng viên của Long Tây. À, giảng viên Long Tây hả? Ồ. Sao tự nhiên có cái ý tưởng này hay vậy? Ý tưởng là muốn giúp những người khó khăn ở ngoài xã hội. À. Thì bên em đang set up thêm 6 chiếc xe nữa. À. 6 chiếc xe cao tốc lưu động. À, 6 cái xe cao tốc lưu động. Dạ. Còn cái này là mình tạm thầm nạp đây thôi. Dạ. 6 chiếc đó sẽ đi nguyên nước Việt Nam luôn. Ghê vậy? Dạ. Thì 6 xe đó là đi cuối cùng. Ồ. Dạ. Mà một xe vậy có bao nhiêu người? Xe 2 thợ 1 tài. Hai thợ 1 tài. Dạ. Xe mấy chỗ mà? Xe 4 chỗ. Xe tải nhỏ. D2 nó chạy rồi. À, ồ, lại là lòi ra thêm một ý tưởng nữa là chuẩn bị xe hớt tóc nụ cười nha. Hồi trước là mình là bánh mì chuyến xe nụ cười, giờ là xe hớt tóc nụ cười. Dạ. Chạy đi cả nước luôn. Dạ. Cứ một hai thợ với một tài xế. Điểm chính em là nằm ở 234 Nguyễn Thái Sơn. Ồ, rồi. Các bạn trẻ có gì ghé qua ủng hộ cho Đông Tây Barber Shop nha. Dạ. Các bạn trẻ mà rất là dễ thương. Trẻ mà chịu khó làm thiện nguyện ghê, dễ thương vô cùng. Tắt quay ăn, tắt quay. Làm sao con? Đúng rồi. Đây có thầy nè đó. Giờ thầy coi thầy múa. Thầy múa kéo nè. Tiếc quá, đầu mình không còn miếng nào chứ không thì vô mình ngồi trải nghiệm cho đã. Anh làm công việc gì anh? Phụ hồ hả? Giờ là nghỉ trưa. Anh thủ đi. Thì người nào có bằng thì chết. Anh phụ hồ gần đây hả? Sư phụ vô khác liền. Tài lên đi anh hớt cho. Con cho chú kẻ cái ghế cho này lên, chú đẩy tông đơ cho. Ồ, chết luôn. Đẹp không? Ghê. Ủa, đẩy đẹp luôn á, ghê gì. Không tin hả? Có gì hư đền. Hư đền tháng lương. Rồi, ok, vô ngồi vô. Rất nhỏ chứ ghe rồi. Tóc mai sợi ngắn sợi dài. Tóc mềm mềm ghê á.
người đàn ông yếu đuối. Chậm nha con. Bằng. À. Thực hành hớt tóc miễn phí. Mình mà ngồi hưởng thụ hớt tóc miễn phí là dễ rồi. Thực hành hớt tóc miễn phí. Rồi lấy một cái khăn quấn ngang cổ. Rồi xong bắt đầu cắt cắt cổ. Tháo kiến ra. Khi mà tháo kiến của Tài ra thì Tài nó sẽ không còn thấy cái gì nữa hết. Coi như mình muốn làm cái gì thì làm. Đó. Thấy Tài, thấy bằng ngón tay của tôi không? Không có thở tóc nào ngón tay đẹp vậy. Hồi hộp. Con có cái tông đơn nào bự nhất nữa đây chú con. Cái này cứ bấm đẩy thôi hả con? Dạ. Cái xung quanh gì là lòng tán không? Đó, sợ chưa? Có được không? Cái này hả? Rồi, ok. Cái này là chuyên nghiệp luôn, mình không cần cái đó luôn đó, đẩy thẳng vào luôn nè. Quên rồi. Cho mình chết, đó. Quên rồi, quên. Đẩy đỉnh luôn. Không cần. Đẩy từ lưa luôn, trời ơi tóc đẹp quá, đằng sau nó trắng nham nhở hết, đã dễ rồi. Ô, Tài nha Tài, làm biến nha Tài, làm âm thanh nha Tài, không tập trung nha Tài, suốt ngày cái gái muốn nha Tài, cho mà chết. Cái đùa vô đây. Đẩy luôn cái tông đơ, đẩy luôn lỗ tai luôn đi. Đó. Thôi mạnh dạn đẩy sâu vô luôn đi. Được hết, sửa được hết á. Sửa được hết nha con. Dạ. Con phải make sure là con đừng sửa nha. Dạ. Để nó từ lưa vậy cho chú nghe không? Nói con sửa nữa nó đẹp lại nó công lắm. À, này chú ghét nó lắm nè. Trong công ty chú ghét nó nhất này cho nên nay tôi trả thù nó nè. Mày hả bưởi? 10 hả 7. Nghe rột rột không? Nghe cái tiếng rột rột đã không? Ồ, sướng quá cuộc đời chưa bao giờ được sếp sếp lớn nhất công ty mà ta đi ta la hớt tóc cho muốn gì nữa. Khi nào mà dính cái lỗ tai nói nha. Rất là nhẹ nhàng nữa, đỉnh cao luôn đó. À. Ủa, giờ hớt về đẹp trai quá, nhỏ bồ nó nói anh hớt đâu vậy? Vô nhỏ nào hớt anh mà đẹp dữ vậy? Mà anh không phản kháng gì hết. Trời, con. Ồ, giỡn hoài, nó biết hết đó chứ đâu giỡn đâu. Không, ok, ổn không? Vậy được rồi phải không? Rồi, ok, rồi. Rồi, để bắt đầu, để thầy vô nè. Mới nhẹ nhẹ thôi là thầy sửa muốn mệt rồi. Đó, đã chưa? Dễ thương quá à. Sao có cái ý tưởng mà hớt tóc miễn phí dễ thương nghe trời. Đông Tây Barbershop, hân hạnh phục vụ quý khách. Rồi, cảm ơn con. Trời, dễ thương quá mấy này. Thấy Tài đổ, mồ hôi dữ kìa. Không phải nóng mà anh sợ á. Chịu quá đổ mồ hôi luôn ta. Quỷ nè. Quỷ nè, chậm mồ hôi râu nữa nè. Lô mồ hôi mũi nữa nè. Ô chính đang Tài nó bỏ mắt kiến là đẹp trai chứ ha. Em bị tuột máu rồi. Tuột máu. Thôi giờ người khác hớt rồi. Dạ em đớt bớt hồi hộp rồi. Không có đẹp bằng anh đâu mà hồi hộp. Nè hai đứa con. Con trai chú nè, được chú gả con luôn hai đứa nè. Coi được không, vớt nó đi rồi chú đi, nó ăn nó tốn gạo quá.
cao mát luôn anh nha. Dạ. Vừa lửa lên cao rồi. Em cắt thoải mái luôn đi, cắt rồi lũi luôn. Rồi em làm mấy cái gạch gạch chân mày giống như em á. Em sắn nó mấy cái vô chân mày đó mạnh đi. Chào anh. Đẹp trai quá. Anh không quên. Dạ. Nghe tiếng con tên chợ quá. Em khen anh đúng là nhà đại trai từ thiện á. Vừa có tài vừa đức, tài năng đức độ. Làm từ thiện giúp cho kèo những phần vấn đề bất hạnh á. Em có xem á, tâm phục của một anh. Dạ. Có phải danh điện. Dạ. Ô, không phải là ồ đẹp trai quá. Ồ khác liền ơi, có thầy vô khác ha. Con để cái tóc này hợp nè Tài. Thiệt luôn á. Đúng không? Hớt cái nét không là thấy được rồi đó. Đẩy cho nó sát nó trắng trắng nhách chỗ này cho anh luôn. Đó, đúng rồi, giống như là lính Mỹ rồi đó. À, body thì là coi như là thôi mình bỏ nó lên đi, mình đi về công ty đi. Rồi lát tự đi bộ về đi con. Ở đây là các bạn, mình thấy là các bạn này hớt tóc thời trang nha, chứ không phải là hớt tóc bình thường đâu đó. Hớt như mình thì quá dễ rồi, các bạn thấy hớt cho các bạn trẻ nè, bạn kia cũng vậy. Em trai kia là hớt đúng kiểu thời trang trẻ giờ luôn á. Hớt là hớt, người ta gọi là, người ta gọi là hớt màu đen á, chứ không phải là hớt mà hớt cho mấy ông già giống mình đâu. Hay quá, một ý tưởng rất là hay của Đông Tây Barbershop. Mình không có, cũng chưa biết cái tiệm đó nằm ở đâu, nhưng mà tiệm đó mình nằm đâu vậy cưng? Dạ, 234 Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp. 234 Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp. 11 chi nhánh hả? Dạ. Trời ơi, tưởng nhỏ lắm, có 11 chi nhánh thôi, Đông Tây Barbershop. Nhưng mà các bạn trẻ mà có cái ý tưởng như này rất là dễ thương đúng không quý vị các bạn? Sài Gòn lạ lắm, nó đơn giản, nó dễ thương như vậy. Đó, rồi lễ phép nó còn tặng vô chai nước nữa. Cảm ơn con rất nhiều. Và một cái đặc điểm để nhận dạng các bạn chuyên viên cắt tóc của đây là cái chân mày. Chân mày đông tây, tức là mọi cái đi đằng đông, cái đi đằng tây á. Đúng không? Thợ của tiệm mình là mỗi người phải sắn cái chân mày hai dấu nha. Con đâu có đâu. Này nhìn nó trời. Lát thầy sắn cho này hai bên hai cái vậy nha thầy. Đây nè, nhìn qua bên kia nè, em trai này dễ thương không? Thấy nó chặt, đó nó chặt ba đường không? Chiu. Đây nè, chiu. Ok. Cái hình là cái sóng âm thanh đó. Sóng nhảy hả? Thôi nói đùa chứ đi ăn nắng ít phút buổi trưa tranh thủ để coi có gì hay thì hôm nay được phát hiện ra có một cái hớt tóc miễn phí ở ngay dưới chân cầu Nguyễn Thái Sơn mà gần ở đây là đường 30, số 30 Phạm Văn Đồng nha. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm một cái cảm giác ngồi hớt vỉa hè mà không có tốn tiền, mà toàn những tay nghề thượng thặng, là thậm chí là không chỉ hớt tóc mà còn tỉa luôn cả chân mày nữa, dễ thương lắm. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn nhé. Thôi giờ mình đi về đi họp. Bye bye. Đẹp trai ha, mấy được.